Tin phóng viên chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, chiều ngày 8 tháng 3, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh theo kế hoạch giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi giám sát có ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, bà Nguyễn Thị Thi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Dương Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện các sở, ban ngành tỉnh có liên quan. Trong giai đoạn 2016-2021, Tây Ninh đã tập trung phát triển các dự án điện mặt trời với 10 nhà máy, gần 4.300 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất lắp đặt trên 1.000 MW. Ngoài ra, tỉnh cũng đang triển khai hai dự án nhà máy điện mặt trời khác với tổng công suất lắp đặt 450 MW. Tổng công suất phát các hệ thống điện mặt trời hiện hữu trung bình khoảng trên 1,6 tỷ MW một năm, đáp ứng khoảng trên 30% nhu cầu phụ tải của tỉnh. Đoàn giám sát và Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao đổi, làm rõ nhiều vấn đề như tiềm năng về điện mặt trời, chủ trương phát triển điện sinh khối, chính sách hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống do ảnh hưởng từ các dự án điện mặt trời. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thắng đã khái quát bức tranh toàn cảnh về ngành điện trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các dự án nhà máy điện mặt trời đã đóng góp đáng kể nguồn thu ngân sách của tỉnh, góp phần ổn định phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, cũng có không ít các khó khăn vướng mắc, rất mong đoàn đại biểu Quốc hội kiến nghị đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành các chính sách dài hạn về điện, cũng như sớm phê duyệt quy hoạch điện 8. Các nội dung nào mà nó sáng đáng, nó phù hợp, thì đoàn sẽ đưa vào kiến nghị với bộ ngành có liên quan, như là Chính phủ, tướng, Chính phủ, cái nào cũng chịu trách nhiệm của Quốc hội, Ủy ban Nhân dân Quốc hội, thì đoàn cũng sẽ kiến nghị đề xuất để làm sao là qua cái giám sát này nó góp phần là phát huy hơn nữa về cái hành lang pháp lý để đảm bảo cái phát triển năng lượng của tỉnh Tây Ninh. Những ý kiến, kiến nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, tiến hành rà soát và kiến nghị tháo gỡ kịp thời.